Chào mừng các bạn đến với Việt Nam thức giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mục tiêu của địa phương giáp biển này là phát triển trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu cao, khách du lịch nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại khu vực Mũi Nghinh Phong. Dự án có quy mô gần 14 hectare với một mặt giáp đường Hạ Long, ba mặt còn lại giáp biển Đông. Theo đó, dự án xây dựng khu tổ hợp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao gồm công trình khách sạn, trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, nằm tại Mũi Nghinh Phong phường 2, thành phố Vũng Tàu. Diện tích sử dụng đất hơn 13,8 ha, với quy mô kiến trúc xây dựng phải đảm bảo tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi lớn, núi nhỏ đối với khu vực Mũi Nghinh Phong đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và các chỉ tiêu quy hoạch có liên quan. Công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ được thực hiện sau khi có nhà đầu tư trúng đấu giá và được công nhận là chủ đầu tư theo quy định hiện hành. Thời gian hoạt động của dự án sẽ là 50 năm kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án là 72 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng của dự án này sẽ áp theo quy định pháp luật hiện hành, theo xác định của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và trên cơ sở hồ sơ do nhà đầu tư đề xuất. Mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Trước đó, theo kế hoạch đấu giá đất công trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến tiến hành đấu giá 23 khu đất. Trong đó năm 2023, đấu giá 6 khu đất, năm 2024, đấu giá 14 khu đất và năm 2025, đấu giá 3 khu đất. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 7 khu đất là đảm bảo điều kiện về hạ tầng, quy hoạch, đất đai, để tổ chức đấu giá. Trong đó, 6 khu đất là từ kế hoạch đấu giá năm 2023 chuyển sang, còn trong 14 khu đất dự kiến đấu giá năm 2024 chỉ có 1 khu đủ điều kiện để triển khai. Riêng tại thành phố Vũng Tàu, ngoài khu đất Mũi Nghinh Phong, còn có khu đất 3,92 ha tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. Mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế, xung quanh đều tiếp giáp với đường quy hoạch. Bên chúng đấu giá cũng được thuê 50 năm và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Một khu đất khác có diện tích 2,86 ha tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, hiện trạng đất trống. Bên chúng đấu giá được thuê 50 năm và trả tiền thuê một lần. Ba khu đất còn lại tọa lạc tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với diện tích lần lượt là 0,669 ha, 0,682 ha và 0,478 ha. Bên chúng đấu giá các khu đất này được thuê 50 năm và phải trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Mũi Nghinh Phong nằm ở phía nam của thành phố Vũng Tàu và được đánh giá là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất tại địa phương ven biển này. Ngoài khu du lịch Mũi Nghinh Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ chủ động mời gọi nhà đầu tư phát triển các dự án lớn như khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ Mây 2, khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh. Mục tiêu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong tương lai là phát triển địa phương trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu cao, khách du lịch nước ngoài. Cụ thể, theo quy hoạch đến năm 2050 vừa được chính phủ phê duyệt, vùng chức năng du lịch và đô thị biển được Bà Rịa, Vũng Tàu tập trung cho phía đông nam của tỉnh, từ dọc quốc lộ 55 và phía đông nam, quốc lộ 51 đến khu vực ven biển dọc đường tỉnh DT994 thuộc địa giới hành chính của thành phố Vũng Tàu, các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Nơi đây chủ yếu phát triển du lịch, các dịch vụ phục vụ du lịch, phát triển chuỗi sản phẩm về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, đảo, du lịch thể thao giải trí, văn hóa, sinh thái, y tế du lịch, bất động sản du lịch gắn với phát triển hệ thống đô thị du lịch vùng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.